sở hữu diện tích kinh doanh 3.000 m², cốt mắt phan rí cửa được thiết kế hiện đại với tổng đầu tư thiết bị và hàng hóa khoảng 265 tỷ đồng, kinh doanh hơn 30.000 mặt hàng thiết yếu của cả 5 ngành hàng, bao gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ chế biến, hóa phẩm, đồ dùng gia đình, thời trang, với cơ cấu hàng Việt hơn 90%. Nhân dịp khai trương từ nay đến hết ngày 9 tháng 12, cốt mắt phan rí cửa sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại lớn, trong đó giảm giá đến 50% cho ngành hàng mặt hàng nhu yếu phẩm, tặng hàng trăm phần quà hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, khi có hóa đơn mua hàng từ 300.000 đồng trở lên, quý vị khán giả còn được tham gia rút thăm may mắn với các giải thưởng giá trị như xe máy, tủ lạnh, tivi. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điểm nối tiếp theo của cái chiến lược phát triển và đưa các điểm bán về tuyến huyện của Sài Gòn Coop, vừa giúp cho người dân, người tiêu dùng ở cái khu vực không phải là các thành phố lớn được hưởng những cái dịch vụ tiện ích, những cái hàng hóa đảm bảo chất lượng của một cái mô hình mua sắm hiện đại. Mà khi mà chưa có siêu thị á, thì bên ở thị trấn mình là phải đi xe buýt đi vô tới thành phố Phan Thiết thì mới đi được. Bây giờ thì đời sống của người dân là đã ổn định hơn, còn có một địa điểm để mua sắm những cái sản phẩm tin cậy. Cùng với hệ thống siêu thị trên cả nước, cốt mắt phan rí cửa hứa hẹn sẽ là một trong những địa điểm tham quan lý tưởng, nơi mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng cho người dân tại tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là trong dịp cuối năm.